anh có phần sự gì trên sân khấu không hay là chỉ sân nhảy thôi? Bữa nay là cũng như mỗi năm là anh. Trời anh, ai gọi anh vậy? Ca sĩ Thái Châu gọi. Trời ơi, anh Châu ơi, đang trên phỏng vấn trên red carpet, kêu ảnh xuống liền. Kêu ổng vô rồi hả? Ok, dạ. Anh này thảm đỏ người ta sang trọng. May là cái phone cũng mới đó. À, như mỗi năm là những lần trước thì anh Tài với chị Loan là tới dự thôi. Dạ. Nhưng mà hôm nay cũng như giống vậy. Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng lắm. Dạ. Là vô là phải uống và vỗ tay. Và phải nhảy. Dạ, uống vỗ tay và nhảy. Cho em hỏi nè, cho em hỏi chị Loan nè. Anh Tài là đã thi nhảy rồi nhưng mà đặc biệt của ảnh là nhảy điệu gì vậy chị? Để em biết mà em hát chứ. Nhảy điệu gì hả? Hay là xì lâu mông cổ? Anh Tài nhảy cái gì cũng hay vậy đó. Trời ơi, thấy một người vợ rất là tuyệt vời. Vừa đẹp mà vừa thương chồng nữa. Sau lưng... Vậy mặt vậy mà cũng khen. Sau lưng một người đàn ông thành công là có một người phụ nữ tuyệt vời. Đó yes. Là chị Phương Loan. Yes, thank you. Em chúc mừng anh chị và xin mời anh chị vào để party. Vô uống trước đi nha anh, rồi kêu ông Thái Châu uống luôn. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn. Xin cảm ơn chị, thank you very much. Xin mời.